top về dòng xe tay ga mà không thể bỏ lỡ trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7 này thì top 1 chính là dòng Vario 125 ha. Thì hôm nay lên video cho cả nhà về giá xe mới nhất của dòng Vario 125 phân phối, về những màu zin này, màu sơ ma đê. Và đặc biệt thì hôm nay Luyến đang có hỗ trợ chương trình tri ân giảm ngay 2 triệu đồng xe đi lại, kèm thêm một combo của bạn trị giá 3 triệu đồng. Áp dụng duy nhất khách hàng khi mua xe có liên hệ đặt lịch trước cho em Luyến có số hotline 0346 552 628. Liên hệ liền ngay cho Luyến hạ đặt lịch số hotline dưới màn hình nhé, để được tư vấn cụ thể cũng như là tư vấn miễn phí nữa nha. Đầu tiên là mẫu sơn 3D về màu trắng đen. Em này là màu màu sơn nha cả nhà. Màu zin nó có màu trắng nhám đó cả nhà. Zin thì nó có 5 màu như Luyến đã review, là gồm có màu đỏ này, đỏ bóng, màu đen bóng, màu đen nhám, màu xanh nhám và màu trắng nhám. Thêm năm 2024 nó cũng về hàng đủ màu cho cả nhà rồi nhé. Trong đây thì ngoài màu trắng bóng này ra có màu bạc này, bạc bóng này, màu trắng đỏ này, màu xanh ngọc bích này, màu màu cam này, màu trắng xanh, màu xám xi măng, rồi xanh xi măng, trắng xanh, trắng đỏ, trắng hồng, tím titan, rất là nhiều màu luôn. Chung là để mà liệt kê ra thì nó rất là nhiều đó cả nhà. Anh chị em mình ví dụ muốn sơn độ lên bất cứ màu nào có thể nhắn tin riêng cho Luyến ha. Trong ở đây thì Luyến có sơn lên một vài mẫu cho anh chị em mình tham khảo thôi. Mức giá hiện tại đối với một em xe Vario 125 phân khối BM Luyến đang hỗ trợ với mức giá chỉ có 37.900 đến 40.900 thì phiên bản nha. Trả trước thì cần 4 triệu đồng thôi là sở hữu xe rồi. Liên hệ đặt lịch trước được giảm 2 triệu ha. Để nói là tại sao mà vòng Vario 125 mà được hot cũng như là rất đáng mua trong thời hiện tại thì nó rất là nhiều lý do đó cả nhà. Thứ nhất là về phân khối 125 khi giá hiện tại đang rất là rẻ luôn. Nó chưa tới 40 triệu nữa mà có thể sở hữu ngay về một em xe rồi. Thứ hai là thích hợp đi với gia đình này. Ví dụ như mà có con nhỏ nữa thì thấy rất là thích hợp luôn. Tại vì cái cốp rất là rộng này, đựng được nhiều đồ này, đi chơi đi phượt hoặc là về quê này kia nó rất là phù hợp. Thứ ba là về màu sơn của nó thì rất là đẹp, đi xe thì vô cùng là êm nữa. Xe thì được bảo hành 3 năm hoặc là dưới 30.000 km nha. Và đặc biệt thì là mức giá hiện tại hỗ trợ ưu đãi nè, trả trước chỉ cần 4 triệu đồng sở hữu xe, liên hệ trước cũng sẽ nhận ngay 2 triệu đồng xe lại ha. Đủ màu sắc cũng như phiên bản cho cả nhà mình cùng lựa chọn nhé. Như thế này thì báo giá sơ qua cả nhà về mẫu Vision đúng không ha. Vision hiện tại thì cũng đủ màu cho cả nhà nha, mức giá chỉ từ 32.900 thôi ha. Phía bên đây thì có mẫu Vario độ lạ clip Thái nè. Đây, mẫu này chắc hẳn là cũng không xa lạ với mọi người đúng không? Dạo gần đây rất là hot ha. Mức giá hiện tại đối với em xe này hiện tại đang hỗ trợ chỉ có 39.900 đến 43.900 nha. Trả trước cho Luyến chỉ cần duy nhất là 5 triệu đồng thôi sở hữu xe, liên hệ trước cũng được giảm 2 triệu nha. Chi tiết về giá xe cũng như ưu đãi mọi người cứ liên hệ qua hotline dưới màn hình của Luyến để biết thêm chi tiết nhé.